Xin chào các bạn và các vị, ở đây mình đang có hai sản phẩm BlackBerry. Bên trái là chiếc phiên bản màu đỏ của chiếc Passport, bên phải là phiên bản màu silver hay còn gọi là màu bạc theo tiếng Việt. Hôm nay mình sẽ có một bài so sánh nhanh về màu sắc của hai thiết bị này, vì nó sẽ có thay đổi không chỉ màu mà còn cả thiết kế cũng như là chất liệu bàn phím khi chúng ta bấm. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới ClickBuy đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Hai chiếc máy này thì các bạn thể tìm kiếm hàng sách tay có mức giá dễ chịu hơn so với hàng chính hãng của chúng ta, phụ kiện và các thứ thì tương đương với nhau. Và khi mua máy các bạn có thể kiểm tra kỹ cũng như là xem máy móc nào phù hợp với nhu cầu của mình để mua. Về thiết kế các bạn dễ dàng nhận ra là cái phiên bản màu đỏ này thì nó giống hệt với máy màu đen trước đây. Thế nghĩa là nó rất là vuông, nó sẽ có các góc cạnh đó và cầm trong tay không thực sự thoải mái. Kể cả đến bây giờ mình vẫn không thể quen được với con này. Khi mà cầm Passport thì chúng ta gần như phải căng cái bàn tay ra để có thể nắm được toàn bộ khu vực. Các chiếc Passport đỏ này thì nhìn thấy rõ nhất là ở mặt lưng, vì nó có tách ra hai mảng màu xen kẽ là cái đường màu đen. Màu đen này sẽ ăn ra phần khung viền, và cái bàn phím này cũng là màu đỏ luôn. Cái điều đầu tiên quẹt trên bàn phím là nó cũng di chuyển luôn màn hình cảm ứng kìa. Có một chút các bạn cần lưu ý, đó là cái Passport đỏ và cái Passport bạc là cái màu gần đây nhất là có sự khác biệt về thiết kế. Các bạn cùng nhìn vào đây, ở phần bên trên là nơi xuất hiện của cái loa ngoài. Loa ngoài của Passport đỏ chúng ta thì sẽ là một khu vực riêng, còn cái phiên bản màu bạc sẽ là những cái chấm nhỏ li ti. Đó, các bạn thấy rất là khác biệt. Phiên bản màu bạc thì mình thấy nổi bật hơn. Passport màu bạc này được cầm trong tay dễ dàng hơn, vì các góc của nó hai bên trái và bên phải bên dưới lại được làm bo cong một cách mềm mại. Theo đánh giá cá nhân của mình thì Passport phiên bản màu đen và màu đỏ thì mạnh mẽ, nam tính và hơi gai. Màu đỏ thì khác biệt. Sau khi đấy, màu bạc thì lại dịu dàng hơn, nhưng thấy là một sự sang trọng. Mặt lưng của chiếc Passport màu đỏ mình đánh giá không đẹp bằng màu bạc. Màu bạc chúng ta sẽ tạo một cảm giác rất là cổ điển. Các bạn nhìn kỹ một chút, cái khu vực bên trên lại là màu bạc, bên dưới được làm họa tiết hoa văn sần. Camera hình tròn và tách biệt ra với khu vực flash. Bên dưới là logo BlackBerry màu bạc trắng của chúng ta. Ở phía bên cạnh phải vẫn là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng là cạnh viền của chiếc Passport màu bạc thì sẽ được vát xuống bên dưới và vát cả phần bên trên như những cái đường diamond cắt. Kể cả bên dưới các bạn nhìn với nhau thì cái phiên bản silver của chúng ta sẽ hai loa hai bên đục chấm nhỏ một cách li ti trên phần khung viền kim loại, và chúng ta sẽ có cổng sạc thay vì làm cổng loa ngoài giống như là chiếc màu đỏ này, trông hơi thô một chút. Và ở bên trên là nơi đặt phím nguồn và jack cắm tai nghe, hai bên được thiết lập với giống nhau. Phiên bản màu bạc này đã được cải thiện hơn rất nhiều về cảm giác bấm. Các phím cao su trên cái này tạo cảm giác bấm cực kỳ sướng. Nó mềm mại và khá là êm ái, tạo ra tiếng không có nhiều và khi bấm thì cực kỳ khoái. Tóm lại thì mình vừa trên tay vừa chia sẻ các bạn về Passport phiên bản màu bạc cũng như phiên bản màu đỏ. Khá nhiều bạn hỏi mình là có nên mua phiên bản màu bạc không, có khác biệt gì hay không. Thế mình đã nói đây là một sự cải tiến về thiết kế, đẹp, sang hơn, kim loại chảnh hơn. Chúng ta có một cái thiết kế cầm nắm trong tay dễ dàng, với hai góc bên dưới được bo một cách mềm mại hơn, và cũng như bàn phím khi bấm sướng hơn nhiều, mặt lưng đẹp và sang trọng hơn hẳn so với phiên bản trước đây. Các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Vậy thì nếu các bạn thì có chọn một chiếc flagship là như Passport màu bạc này hay không, và các bạn có nghĩ rằng nó là chiếc điện thoại đẹp nhất, mời comment chia sẻ bên dưới. Cảm ơn ClickBuy đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Đừng quên truy cập website clickbuy.com.vn để xem giá bán chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.